rồi. Kính thưa các bạn, là đây là ngày thứ ba mình theo chân anh Tùng ngay tại quán Chị Tưởng để giới thiệu cho các bạn về cuộc sống những ngày đầu. Anh Tùng nghỉ bán vé số giờ để chuyển sang phụ quán ăn của Chị Tưởng. Và có lẽ là đây clip cuối cùng mình giới thiệu về cuộc sống của anh Tùng ngay tại đây. Trời ơi. Kéo quần lên, kéo quần lên. Cái quần chị mua đâu không bạn? Không kéo hết luôn. Không kéo hết luôn. Kéo mày ghét nha. Hồi chiều nay em ghé nhà anh là thấy có cái dây nịt đâu? Kêu ở nhà ơi. Sao không mang vô? Quên. Tuột nè. Dạ. Khách vô. Khách vô là Tùng ơi, mời cô ngồi nè. Cái video này cho cô đi. Kéo quần lên anh. Giống mua cá chục rồi. Tháo ai cho đây anh? Kéo này ai cho? Ai cho? Chẳng cả. Ở đây bán món gì nói cho cô ơi. Hồ lô gì nữa? Mực nướng. Mực nướng. 200 lô. Còn gì nữa? Câu cá. Cô cá 2 tỷ kìa. Biết. Đi lấy đi. Ai hô cao ơi. Đứng chỉ đạo cô, đứng chỉ đạo. Đứng làm quản lý mà, đứng đây chỉ mà. Hôm qua làm mấy giờ về? 1 giờ. 1 giờ về có đói bụng không anh? Đó. Có hả? Ủa ở đây ăn rồi mà, hôm qua được ăn ở đây rồi mới về mà. Có ăn hả? Có ăn xíu à. Ăn xíu hả? Bữa nay ăn gì? Tí nữa anh mua gì thì chăm cho mẹ? Bông cài. Ốc bông tay nữa hả? Sao ăn ốc bông tay miếng đi? Bà thèm không? Bà thèm ăn ốc bông tay hả? Rồi anh hứa mua cho cái cô băng bắp nữa rồi. Bao cô băng bắp ăn mà. Có mì sao? Tí nữa anh mua gì cho cô băng bắp? Mì lộn. À, hộp vịt lộn hả? Một bé. Bữa nay đen làm giỏi nè. Hôm qua con làm về mấy giờ đen? Em 1 giờ. Làm ở đây vui không? Vui. Ráng làm nha, mấy cô chú thương. Hôm tối qua hai cậu cháu có về đói bụng không? Không hả? Cô tưởng cho ăn mì xào. Ở chiều con có đi học không đen? Trai à. Anh đi đó. Hai ly đá hả? Lấy nước không mà quên lấy ly rồi. Hai ly đá. Sao vô trong này đứng? Bàn cô chú kia ăn gì kìa?
thiếu món à. Cái hướng á. Ở cái hướng à. Chạy ra chứ sao đứng đây kêu ai nghe. Đứng dạ không. Bánh tráng nướng, bánh tráng nướng. Hôm qua mọi người có cho tiền con nhiều không? Có. Cho mấy trăm? 200 chứ 200. 200 ngàn ha. Để cho anh nha. Chị Hà chỗ dậu đâu, chị Hà chạy chỉ cho đi vợ. Ủa chỗ hả? Câu qua nhà. Kế bên nhà luôn vậy đi, mới giặt đi, tự nhiên giặt gì hả? Giỡn rồi. Bà Đen ơi, giỡn. Đồ thay ra cho anh ta đi giặt, giặt cho nên cậu giặt rồi, giặt rồi. Chứ không có giục nữa hay chưa? Ôi, giặt đâu. Sao cậu giục hết trơn hả? Cậu nói hả? Cậu cùng giục quá. Dạ 3 ngàn cuốn cái này 7 ngàn. Cậu Tùng này chắc bị ăn đu biết quá. Sao giục quần áo vậy anh? Giỡn thôi à. Chơi chơi giỡn. Nè cái dây nịt nè, không mặc vô nè, tuột nè, tuột nè. Chưa kéo cuốn quần kìa. Chưa kéo à. Dạ. Nó nói rồi cứ bội biểu bận cái cổng này cái này lên, cái tuột cuộn hoài. Lấy cọng dây thì thật lỡ bây giờ á, bột bột bây giờ á. Thôi ghê ơi, giỡn rồi. Sao chiều này không đi bán với giờ? Trời ơi không rồi. Để xếp lại, xếp bàn lại, viết lại xếp bàn đó. Khách vô kìa, hai người vô nữa kìa em. Khách vô, khách vô. Người vô hả? Mời. Mời khách đi vào bàn trống kìa. Bữa nay là ngày thứ ba nè, ngày thứ ba đi làm nè, thấy lanh lợi rồi. Ôm hết không? Cầm hết không? Trời. Con đi mỗi chân không Đen? Ở chiều nay mưa ai giăng bạc cho anh? Khách, cái bàn màu xanh là quán của ai vậy? Bàn màu xanh là của mình hả hay là của quán kế bên? Cảm ơn á. À. Rồi, cảm ơn. Cái quán này cảm ơn rồi. Cảm ơn. Cảm ơn à. Con ra rồi ông ơi. Ông bỏ không à? Có thằng Trăng không? Ông bỏ. Đây nè anh Tùng là không biết ngồi đọc chữ nhưng mà món gì đây, món gì chỉ giúp em mấy món đi. Hồ lô. Hồ lô. Hồ lô à. Rồi kế bên hồ lô là gì? Hào lông. Cái gì? Hào lông. Xà lông hả? À. À. Kế bên xà lông là gì? Cái gì? Cái con cuốn. Gọi cuốn. Gọi cuốn. Ừ. Còn kế bên gọi cuốn cái gì đó? Nhàn nhàn á. Con cúc. Con cúc. Con cúc kêu kiền. Hột gà nướng. Hột gà nướng. Hột nướng. Thằng Đen nó có làm biếng không anh? Không. Mấy bên đây ra đây nó có chịu làm không? Có. Có ha. Ở tối nay ai đưa hai cậu cháu về? Đó là cậu. Nghỉ bán giấy giờ nha. Nha. Nhưng mà ra đây tắm rửa sạch sẽ nè, cổ đất nè. Cảm ơn cho. À cảm ơn. Ôi 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 chị, bao bao ăn. Bao ăn. Để về. À. Anh chị đi chờ bánh tráng, còn anh này là lấy đồ về. Để lại đi. Để lộn hả? Để gì vậy? Chạy chạy ra lại coi bánh tráng thử cho cô chú kìa. Đi nhanh nhanh nhanh. Để lộn hả cô? Ai biết lộn hả? Mấy sâu? Ba sâu. Ba sâu. Ba sâu. Ba sâu. Một phần hồ lô. Một
Bóp chào, bóp chào. Bóp chào. Bóp không? Bóp chào. Ra ra nói cho không nghe đâu. Đứng đi là. Bóp chào cô. Xăm, bóp chào xăm. Con này nè, bàn kia là họ nói ba món lận. Ba món rồi. Hồ lô. Hồ lô, hồ lô. Hồ lô bán sâu rồi, bán kêu. Ba sâu. Ba kêu rồi. Trời ơi. Bên trái nữa, bên trái. À. Ủa, mà đây thay đồ mới hả? Ừ, thôi anh đâu bóp dưới bên này. Chí anh đâu. Anh này là cứ chiều nào còn một bộ đồ hết à. Một ngày mấy bộ? Bộ chị ơi. Anh này anh có anh trai. À. Chiều lắm. Anh Tùng biết anh này không? Ừ. 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 Chụp hình đây. Chụp hình đây, hai đứa đứng chụp hình đây. Đứng chụp hình nè, đứng sát bên em chụp này. Đấy. Đi qua đây anh này nè. Hôm bữa thấy mặc váy mà sao mà đây mặc váy? Nói gì vậy chị? Anh nói gì? Ai quýnh nó hả? Chị biểu là anh này chụp hình với anh kia đi. Khoái trai đẹp, thấy em rồi đừng đừng không thấy rồi. Anh Tùng, anh Tùng. Chết. Ai giỡn ơi, giỡn thôi. Đẹp. Có em rồi đó. Làm gì mà chiều nào không thấy thấy bộ đồ hết à? Ừ. Không chịu, không chịu. Không chịu. Chị không chịu, chị tôi không chịu, chị. Chị hả? Điểm, điểm. Nói gì? Anh nói gì? Ông hậu. Chụp hình, chụp hình. Anh đang chụp hình chung ấy, em lên chụp cho. Chiều nào không tới đừng á. Mấy bữa em thấy mặc váy rồi nữa. Sám đồ, mặc cầm đồ ở đây nè. Cái gì cô, cô, cái gì? Hello. Bắp sao, bắp sao. Cái bộ. Bắp sao bàn nhóm này nè. Biết rồi, biết rồi. Ờ, biết rồi, bưng giùm đi. Chỗ nào biết rồi, bưng giùm đi. Dẹo luôn, biết rồi chứ. Em thai lộn mẹ. Nào bầu dĩa bắp sao không con. Mang vô, mang vô. Con dĩa hả? Con dĩa hả? Bên kia ăn mấy dĩa mà. Hai dĩa lần hả? Đem trước đi. Ở đây nè, cho em quay lại. Bếp
Mệt không anh? Không. À, phía xa xa mọi người á, có một cái bạn học sinh, mình nghĩ là học sinh, mặc áo màu trắng, có đến gửi cho mình hai cái đồng hồ và sẽ cho bạn đen một cái và anh Tùng mỗi người một cái này. Mình nghĩ rằng cái đồng hồ này thì phù hợp với anh Tùng hơn, còn cái đồng hồ này thì đen sẽ sử dụng. Tùng ơi, anh ơi, nãy có khách tới cho anh cái đen cái. À, lấy con, lấy vô lắm. Gửi hả? Gửi hả? Ờ, vô lắm. À, đưa chân đen lựa cái nào trước đi. Lấy chân đen lựa đi. Đen, có chị kia cho con đồng hồ này, con lấy cái nào? Này. Cái này đúng không? Con đeo vô luôn ơi. Con lấy con đeo luôn ơi con. Còn cái này là của Tùng gửi lại. Này cô chú quá này. Mọi người nghe anh Tùng hít sáo này qua đường này. Hít sáo sao hít lại ơi. Thôi lại. Làm đi, có tiền cưới Phi Nhung nha. Rồi. Có tiền có hết tất cả mà. Cưới Phi Nhung chưa? Đủ tiền chưa? Vô. Hôm nay là ngày cuối tuần thứ bảy cho nên là lượng khách rất là đông. Nãy giờ 2 tiếng đồng hồ mình chỉ lu bu phụ chị Tưởng làm bà bía, còn anh Tùng thì chắc là sắp bắt sang bàn, nãy giờ chạy bàn rồi. Cực không anh? Cực. Bữa nay khách nhiều không? Nhiều. Bán được 500 bữa à. Bữa nay đông không? Đông. Này bà Tám nè, này là em của chị Tưởng nè. Cười cái cho chị Tám. Ôi, đừng quay bà Tám. Bà Tám thấy hai lính mới sao? Được. Đâu giấy giò của anh đâu, cho em coi thử đi. Còn bao nhiêu tờ? Nướng. Anh nhiều giấy giò không? Nhiều, một mắm không á. Giấy giò đâu rồi? Đâu, coi thử đi. Đâu rồi hả? Giờ em đi bán giùm cho anh cho. Đâu rồi? Kệ nó, người ta mua ủng hộ nha. Này 21, cách đây 2 ngày trước. Đây, em đi bán cho anh nha. Mà nó quá nhiều, mai quá ngỡ rồi. Kệ nó, mua người ta mua ủng hộ thôi. Hả? Lại cô kia kêu gì kìa. Lên mạng nó coi mà nó nghe đó, nó chở ra đó. Rồi, chú
cảm ơn sao? Anh cảm ơn sao? Rồi, vậy nha, cất cho nha. Rồi. Được 250 rồi đó. Dạ. Có cái đồng hồ nữa chứ. Cẩn thôi. Sao nãy ai kêu bánh tráng nhớ không? Bạn nào kêu bánh tráng? Bạn nào? Bạn này đúng rồi, bạn nào nữa? Hai bánh tráng hả? Một bạn. Hai bạn hả? Bạn này với bạn này nha. Nhớ nha. Dạ. Rồi giờ bánh tráng có kìa. Chưa lại ơi. Ui, mau ăn. Phải thằng ngưng. Kêu bánh tráng. Lại chút đi, trời ơi, có lấu hỏng luôn á. Lại coi hối đó chứ. Thôi. Hối bà bía nữa. Hối bà bía bà làm lâu quá. Thôi. Có hai người vô à. Mấy giấy cho bà ghi nha. Không có.